tới rồi đó, đi chơi thôi. Trình đi Đà Lạt 5 ngày 4 đêm chi tiết cho mọi người đây. Nói thiệt nha, mùa này mà không đi Đà Lạt là hơi bị phí luôn á. Thường tôi hay đi xe giường nằm đi limousine của Trọng Minh, mà cái đợt này tôi thấy vé máy bay cũng rẻ, có tầm 800-900k à, nên là tôi đi máy bay luôn cho nó tiện này. Bay đâu có 30 phút là tới rồi, nhanh cực kỳ. Không được lên Kim Bình Tây Bắc để hái mận thì mình đi Đà Lạt hái mận cũng được nha. Lần này tôi đi chủ yếu mục đích là để hái mận, là đi chuyến sớm nhất, vì đi buổi chiều sợ dính mưa nên mình hái buổi sáng cho nó đỡ ha. Nhưng mà cái vườn mận của chị này là vẫn còn xanh xanh ưng ưng nha, một vài hôm mới chắc chín đỏ hơn cho mọi người dễ hái á. Ở đây vô hái mận không có mất phí gì hết trơn á, mà mấy bà ăn thỏa thích tại chỗ cũng được, chị chủ cho thử thoải mái luôn. Nhiều hái bấy nhiêu, cân ký tính tiền thôi. Một ký như này là 60k không phụ thêm. Mà lưu ý một cái tip là đi hái mận thì nhớ ăn uống no sai để vào nhá. Tại có leo dốc một vài đoạn nhỏ để hái mận, với cả ăn mận chua dễ đau bao tử lắm. Như tôi chưa ăn gì xuống hái một cái đâu ăn nổi mận đâu mấy bà. Đói quá nên phải đi ăn bánh canh luôn. Tiệm bánh canh hải sản cô Thúy thì lần nào lên tôi cũng ghé hết nè. Tiệm của cô thì nằm ở ấp Ánh Sáng số 20 nha mấy bà. Cái con đường Ánh Sáng này cũng nhiều món ăn ngon lắm, tôi ăn hoài à. Cô cũng đông khách lắm chứ đâu có đùa đâu. Bánh canh hải sản của cô thì được cô đúc ngay tại chỗ là nóng hổi và thơm mềm ha. Một phần là 50k và có 3 loại vị, một là bò, hai là tôm và ba là mực. Ăn cùng với xoài chấm kèm nước mắm hoặc là mắm nêm. Nhưng mà tôi nghĩ là ăn mắm nêm ngon hơn, nước mắm hơi ngọt một chút này. Cái phần xíu mặn của cổ cũng ngon, lần nào lên tôi cũng gọi thêm một bát như vậy nè mọi người. À mà có một lưu ý là cô Thúy không có bán ngày mùng 1 với cả ngày 14-15 rằm nha mọi người. Ăn xong rồi tụi tôi về check-in phòng này. Đợt này tôi chọn cái hôm này cũng dễ thương lắm mấy bà. Tôi ở 4 ngày hình như là hết hơn 2,3 triệu một chút. Tính ra là mỗi đêm có gần 600k à. Thì cũng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi, có thang máy luôn. Trong phòng thì có tivi, tủ lạnh, có cái tủ đồ này, có đèn sẵn luôn mấy bà. Ăn cơm thì rộng rãi thoáng mát, cũng khá là ưng cái hôm này luôn á. Ở đây buổi sáng hôm sẽ phục vụ mình trà bánh với cả trứng mì miễn phí nha. Phương tiện đi lại của tụi tôi là xe máy tay ga và nhờ hôm thuê dùng là 150k một xe. À hôm cũng có phần tầng hầm để gửi xe á mọi người. Trong cái khúc này mệt quá tôi ngủ một giấc, chiều tôi mới dậy. Hay là tối đi ăn cái quán nướng ruột của tôi, quán này cũng ngon lắm mà đông khách nữa cơ. Mà tôi review cho nha. Mà bà nào mà thích ngồi bờ hồ ăn bánh tráng thì mình có thể thử cái cô huyền thoại này nhá. Bán ngay khúc hồ Xuân Hương nhưng mà không có chặt chém gì đâu. Mấy bà mấy phần mấy ngày sau nha. Giờ thì bye bye. Trình đi Đà Lạt 5 ngày 4 đêm phần 2 đây mấy bà ơi. Này đi nhiều quá làm video hoài ông hết luôn á. Mùa này đang là cái mùa Đà Lạt có 4 mùa trong một ngày nên đi lắm, không phải là mỗi mùa đông mới nên đi đâu. Buổi sáng thì tôi xe ghé cái ấp Ánh Sáng để ăn, chỗ đấy nhiều món ngon lắm. Bánh canh hải sản cô Thúy rồi mình đi chỗ khác ha. Ăn sáng no nê xong rồi tụi tôi ghé mua trà sữa để chuẩn bị đi hái nấm luôn. Trà sữa thì tôi vẫn chọn trà sữa của Winmill. Sữa ở đây thì được pha bằng máy là giữ cái mùi lâu và tươi mới lắm luôn á. Được một cái là đang có chương trình mua chai lớn đi kèm một cái chai nhỏ xíu như thế này, không có sợ nhạt trà khi mọi người đi chơi. Mua hái nấm thì tôi có review ở clip trước rồi, mọi người tham khảo clip trước ha. Hái nấm xong thì tôi sẽ tìm một cái chỗ vừa check in được vừa ăn uống được. Chỗ này dạo này cũng đang hot ở Đà Lạt lắm nè, nông trại máy bay giấy nha. Vào đây thực sự như là trở về tuổi thơ luôn, mấy bà check in mệt nghỉ luôn. Em mỗi người ở đây là 80k bao gồm một ly nước nha. Nước thì có cà phê, trà trái cây và nhớ thử cái món sữa mắc ca này nè. Ông ơi là thơm sản phẩm của nông trại luôn á. Mấy bạn chơi đùa cùng những bạn kiều này, cho cá coi ăn rồi sống ảo chụp hình. Ăn chê thì ở đây có phục vụ các món ăn luôn, mấy bạn ăn trưa ở đây được nha. Cả cũng ổn áp lắm luôn á. No nê thì mình đi gấp máy bay giấy và thả ha. Tầm chiều chiều thì mấy đứa bạn tôi hơi đói rồi nên là rủ nhau đi ăn lẩu luôn. Quán lẩu này thì dành cho những cái bạn nào mà mê mèo và mê lẩu ha. Ở đây có chuồng mèo riêu luôn, mọi người tha hồ mà nựng mấy bé nhá. Lẩu thì mấy bạn ăn chay cũng được mà gọi thịt thả ăn cũng ok luôn á. Cái mô hình quán nó xinh xỉu mà ngắm hoàng hôn cũng đẹp nữa cơ. Uống chán chê xong người tôi đi lượn lờ một vòng trung tâm Đà Lạt, tới tầm tối khoảng 6-7 giờ là đó rồi mấy bà. À, cái tầm giờ này sẽ hơi mưa lạnh lạnh một chút nên là đói bụng nhanh lắm luôn á. Tối thì không còn gì thích hợp bằng đi ăn đồ nướng nữa. Đây là một quán nướng tôi ăn khá là nhiều lần rồi, quán này tên là Good Kid BBQ ha. Quán từ cái lúc mà rời ra đây á thì cái view ngắm hoàng hôn cũng đẹp nữa. Vé buffet thì 247k mà được ăn gần 60 món cũng khá là hời chứ bộ. Đây ăn uống lai ra ngắm cảnh các kiểu là cũng khuya rồi mấy bà. Vậy là hết lịch trình một ngày thứ hai rồi đó, chờ phần tiếp theo nha. Giờ thì bye bye.